Rồi chào các bạn ạ. Hôm nay là sáng mùng 3 Tết. Thì bây giờ mình đang đi tập thể dục trên đường Trường Sa đây. Tiện thể qua cho các bạn một số hình ảnh. Hiện bây giờ con đường khá là vắng lặng. Mình đang đứng trước một cái khu thương mại rất là lớn. Đây, cái tên của nó đây các bạn này. Khu thương mại vừa mát đây. Khu thương mại này vừa xây dựng xong là dính dịch từ năm ngoái tới giờ luôn đó các bạn, chưa đưa vào khai thác vận hành. Đối diện với đó là cái sân bay nước mặn đây. Đây là sân bay nước mặn. Đường Trường Sa này có vỉa hè rất là rộng. Cái hai rộng 9 mét rất là thoải mái. Ở đây người ta cắt vào một đoạn làm cái vịnh đổ xe. Sau này xe pháo người ta vào cái siêu thị này có chỗ để cũng rất là thoáng đãng. Ngày hôm nay là ngày mùng 3. Việt Nam của chúng ta có rất là nhiều tin vui các bạn ạ. Ngày mùng 1 Tết như các bạn biết là đội bóng đá Việt Nam ra quân ở vòng loại World Cup ở vòng thứ 3 sau những trận thua liên tiếp. Thì ngày mùng 1 chúng ta đã thắng Trung Quốc với tỷ số 3-1. Ngày đầu năm có một cái tin vui. Như vậy là một điều rất là tốt đẹp các bạn. Thì qua ngày hôm sau là ngày hôm qua là các bạn biết là đội tuyển Việt Nam của chúng ta, đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta lại thắng đội tuyển Thái Lan. Như vậy là con đường đi vào vòng chung kết World Cup chúng ta lại mở ra một đoạn nữa. Như vậy là về bóng đá chúng ta có hai cái tin vui liên tục. Ông bà mình thường nói là cái câu đào xui đuôi lọt, nghĩa là cái gì nó mở hàng ra nó may mắn, tạo tiền đề cho một năm nhiều thuận lợi. Đất nước Việt Nam chúng ta, các bạn biết là những người hâm mộ bóng đá rất là cuồng nhiệt, các vị lãnh đạo cũng cuồng nhiệt, và nó là trận thắng Trung Quốc đã làm nức lòng tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, cực kỳ phấn khích các bạn. Đây là trận thắng đầu tiên nhưng mà quan trọng nhất là thắng Trung Quốc nè. Thua mình rất là cay cú đó các bạn. Vẫn thua ai thì được nhưng thua Việt Nam nó bảo là tức lắm, vì đánh giá Việt Nam của chúng ta rất là thấp, không đủ trình, không đủ tầm có thể so với Trung Quốc. Nhưng ngày 1 Tết ra quân nó bạn là đá ông trận tơi bời khói lửa. Cái hai cái đây là mình đá rất là hay và mình đá cũng ngang cơ chứ không hề thua về cái thế trận. Hiện bây giờ thời tiết ở Đà Nẵng rất là đẹp các bạn. Trời se lạnh. Nó hơi có mây mù tí nhưng mà nó không có mưa. Còn ở phía Bắc thì nó hơi có mưa phùn tí, nhiều nơi trời cũng khá là lạnh. Trời lạnh nhưng đừng có mưa phùn là cái việc đi chơi, các lễ hội nó rất là tiện, rất là dễ. Như vậy là thời tiết năm nay ở ngoài Bắc nó hơi bị lạnh tí. Còn ở miền Trung từ Đà Nẵng trở vào thì thời tiết rất là đẹp. Hôm qua mình đọc tờ báo nói bạn là ở Vũng Tàu, đặc biệt là những người thành phố Hồ Chí Minh và một số ở Bình Dương, Đồng Nai, người ta về thành phố Vũng Tàu người ta tắm rất là đông các bạn. Là các bạn biết cái sức cào, cái sức du lịch, cái tiềm năng du lịch của người Việt Nam chúng ta là vô cùng lớn. Chỉ cần chúng ta khống chế được dịch Covid, cái ngành du lịch chúng ta quay trở lại bình thường, nó sẽ đóng góp vào cái GDP của Việt Nam chúng ta rất lớn. Năm nay chúng ta cố gắng tăng tốc GDP lên từ 6 đến 7%. Mục tiêu của chúng ta đưa ra
nhiệm kỳ 2021 đến năm 2025 GDP tăng bình quân từ 6 đến 6,5%. Năm 2021 là chúng ta bị lỡ nhịp rồi. Thì năm 2022 này chính phủ rất là quyết tâm cố gắng đẩy cái GDP lên cao hơn nữa. Ít nhất là phải 7% trở lên các bạn. Thứ nhất là chúng ta từ một cái nền thấp đang trong giai đoạn hồi phục. Cho nên chúng ta cố gắng tăng tốc để tạo cái đà, một cái lực quán tính cho những năm tiếp theo mình tăng tốc rất là nhanh lên. Nó tăng như vậy thì chúng ta mới bù vào cái năm 2021. 2021 chúng ta đã bị mất nhịp rồi, chỉ tăng 2,58% thôi. Cho nên những năm sau là hy vọng với những chính sách cởi mở hơn nữa thì nền kinh tế chúng ta sẽ có những bước phát triển mạnh hơn. Và Duyên Thượng có một cái sự kiện nó liên quan đến bất động sản mà các bạn hết sức lưu ý nè. Thường thường ra Duyên như các bạn biết là tầm khoảng tháng 2, tháng 3, tháng 4 gì đó nó sẽ có những cái cơn sóng liên quan đến bất động sản. Vì sao là có một cái chuyện như vậy các bạn? Như các bạn biết, qua quá trình làm ăn một năm á, cuối một năm người ta có một số tiền. Thì hiện bây giờ có rất là nhiều kênh đầu tư, nhưng mà kênh đầu tư bất động sản là một trong những kênh được người dân Việt Nam rất là quan tâm. Cái này thông thường ra Duyên các bạn biết là rất là nhiều người đi đầu tư đất đai, rồi những cái dòng tiền Việt Kiều về cuối năm đó, rồi họ cũng tổng kết một phần, người ta cũng đầu tư vào bất động sản để giữ cái tài sản của họ. Đặc biệt là những nhà đầu tư thì bây giờ người ta đã nhìn thấy cái lạm phát có nguy cơ càng ngày càng tăng. Bây giờ chính phủ công bố con số rất là lý tưởng, nhưng mà vài năm sau có khả năng nó bùng phát, nó cao lên 7, 8 hoặc 10%. Thì các bạn biết cái đồng tiền chúng ta nó mất giá như thế nào. Thì lúc đó chính đất đai nó mới giữ giá được đồng tiền. Thì bây giờ nhiều người người ta đã nhìn xa như vậy rồi, người ta nhìn thấy con đường phía trước nó như vậy rồi, cho nên người ta đi mua trước các bạn. Chứ còn chúng ta chờ nó xảy ra, lúc đó chúng ta đi mua á, thì cái giá nó là cao rồi, có nghĩa là đồng tiền nó đã thực sự mất giá, là giá đã lên cao rồi. Lúc đó chúng ta mua thì chúng ta sẽ bỏ tiền nhiều hơn. Cho nên những nhà đầu tư mà đã từng trải qua cái thời kỳ lạm phát nó dữ dội như thế nào, phần đa người ta đã đi trước một bước rồi các bạn. Cho nên đây là một thông tin mà các bạn phải hết sức lưu ý. Và mình theo dõi mấy năm nay nó lặp đi lặp lại như vậy các bạn. Cơn sóng nó thường nó kéo dài trong vòng khoảng một tháng. Các bạn phải lưu ý sau này có bất động sản muốn mua muốn bán hay như thế nào đó thì các bạn nắm cái thời cơ này, các bạn có thể xử lý cái tài sản của mình. Đây là casino Trung Quốc đây các bạn, rau đây. Đây là xem như cái casino đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng. Casino này cái gốc đầu tiên là của người Trung Quốc, thì bây giờ vẫn là người Trung Quốc đó các bạn. Nói dịch giả nói các bạn là cũng nghĩ luôn. Thực tế tốc độ tăng trưởng 7% GDP ấy, nó hoàn toàn nằm trong tầm tay các bạn. Như các bạn biết thì bây giờ ngành du lịch của chúng ta là xem như là bị tê liệt rồi. Chỉ cần ngành du lịch phát triển trở lại, kích hoạt trở lại là đóng góp mấy chục phần trăm trong tăng trưởng GDP rồi. Và thường thường nó phát triển du lịch thì nó sẽ kéo theo rất là nhiều ngành nghề phát triển theo nữa, tạo nên một cái hiệu ứng. Rồi năm vừa qua như các bạn biết là cái tiền FDI đổ vào Việt Nam của chúng ta cũng đạt con số kỷ lục. Năm nay dự kiến cũng rất là tốt đó các bạn. Như vậy là chúng ta nhìn về tương lai, nhìn về vĩ mô, gặp rất là nhiều điều thuận lợi. Thế giới thì bây giờ đã tiêm chủng cũng cơ bản rồi. Tất nhiên nó vẫn còn lơ lửng trên đảo, nhưng mà cơ bản
người ta sẽ cố gắng khắc phục nó. Ở các nước các bạn xem thông tin đó, những người bị nhiễm nhiều phần đa là những người người ta không có tiêm, những người chết cũng vậy các bạn. Ở các nước tư bản các bạn biết là quyền tự do dân chủ họ lớn lắm, tao thích là tao tiêm mà ta không thích là tao không tiêm, mày không bắt ép tao được. Cho nên phần đa những anh mà bị nhiễm đó là những anh chưa tiêm, cho nên mà ảnh nhiễm là chuyện bình thường. Còn những người mà tiêm 2 mũi 3 mũi có bị nhiễm đi chăng nữa, nó bị nhẹ hơn, bệnh nó nhẹ hơn, khả năng chữa nó rất là nhanh. Thậm chí ở Việt Nam mình bây giờ các bạn rất là nhiều người bị nhiễm nhưng mà họ không biết luôn, vô tình xét nghiệm mới phát hiện ra, chứ còn hiện bây giờ nó không có triệu chứng gì hết. Thì bây giờ là những người được tiêm 2 mũi 3 mũi rồi bị nhiễm là tự cách ly ở nhà một tuần lễ, là uống xe tập thể dục gì đó là tự nó hết. Nó bây giờ giống như một dòng cụm cúm. Chỗ này người ta cũng thiết kế một cái vịnh đỗ xe các bạn, để phục vụ cho khách đi vào những cái nơi này. Trước làm cái vỉa hè rộng này bây giờ nó tận dụng được rất là hay các bạn. Làm cái vịnh để xe hay là sau này có thể mở ra thêm một làn đường nữa. Thành phố Đà Nẵng 2 năm nay thiệt hại du lịch rất lớn các bạn. Nhà hàng, khách sạn, đám cửa hết. Những cái nơi lưu trú cũng đóng cửa. Rồi những anh em làm cái nghề liên quan đến du lịch thất nghiệp và chuyển sang làm những công việc khác. Rồi những người lao động ở thành phố Đà Nẵng, người ta có xu hướng người ta về quê hoặc là người ta chuyển đi chỗ khác. Khi nó bị ảnh hưởng một ngành nghề chủ lực, nó sẽ kế theo rất là nhiều điều. Đà Nẵng phát triển chủ yếu là du lịch. Rồi bất động sản các bạn biết là Đà Nẵng nó cứ rì hồi vậy chứ không kéo lên được, là bị ảnh hưởng bởi ngành du lịch. Bất động sản Đà Nẵng những năm gần đây nó tăng chủ yếu là sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và các hoạt động du lịch. Hạ tầng những năm nay thì cũng không có công trình nào mới, cơ bản nó đã hoàn thiện rồi, không có những công trình mới thì chưa tạo nên một cái động lực mới. Cùng với đó là các ông du lịch bị ảnh hưởng nặng nề nữa, cho nên bất động sản các bạn biết là nó nằm im re luôn. Mặc dù năm vừa qua các tỉnh ở phía Bắc, những bạn biết là lên những cơn sốt rất là nóng, giá cái nơi tăng gấp 2, gấp 3 lần. Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Ninh, thậm chí Hòa Bình cũng tăng. Ở phía Nam là có những tỉnh ví dụ như là Khánh Hòa. Ở Tây Nguyên thì có Đắk Nông, Lâm Đồng là các bạn biết là sóng liên tục. Nhưng mà riêng ông Đà Nẵng là 2 năm nay là ông lên mua được có xíu, bây giờ ông đứng đó rồi, không lên nổi nữa các bạn. Tại vì cái động lực tăng giá nó bị ảnh hưởng rồi. Này các bạn biết dọc tuyến biển là biết bao nhiêu cái resort đóng cửa hết. Chỉ cần khách du lịch quay lại Đà Nẵng, quay lại Hội An là Đà Nẵng và Hội An sẽ phát triển lại. Chờ thời gian hồi phục. Mình tin rằng năm nay mọi thứ trở lại đó. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu là chậm nhất 30 tháng 4 là mở cửa hoàn toàn ngành du lịch, kể cả trong nước và quốc tế luôn. Có nghĩa là lúc đó là ai nhiễm bệnh thì vào bệnh viện thôi, chứ đừng có nói đến dịch Covid nữa. Bây giờ chúng ta xem nó như là một cái bệnh cúm thôi, không có gì phải lo sợ lo lắng giống như những thời kỳ trước nữa. Bây giờ vaccine của chúng ta nhập về rất là nhiều, một số nơi người ta đã tiêm mũi thứ tư rồi.
Các bạn thấy vỉa hè rất là rộng, rất là thoáng. Chỗ này có resort, có hai cái khóm tre ở phía trước rất là đẹp. Nhìn nó rất là dân dã. Ở đây có một khách sạn rất là lớn các bạn. Mình để ý nó xây dựng xong cách đây mấy năm rồi, không biết trục trặc cái gì mà vẫn chưa đưa vào vận hành, chắc là nó có vấn đề. Trời buổi sáng rất là mát mẻ, đường còn khá là vắng. Con đường đi vào chỗ này rất là dễ thương, mình thích những cái khóm tre như thế này, nhìn nó rất là thôn quê. Con đường bên phía tay trái hướng biển của chúng ta, con đường rất là đẹp, tại vì toàn bộ bên này là những cái resort ven biển, cho nên người ta làm con đường đi rất là thơ mộng. Mẫu resort người ta thiết kế con đường này nó khác nhau. Chỗ này nó có cái lối đi bộ xuống biển để mình đi tần tần xuống biển chơi và mình quay phim cho các bạn. Đồng thời ở đây có một cái bãi đổ xe luôn các bạn ạ. Đây, đây là cái lối xuống biển các bạn này. Đây, bên phía tay trái của chúng ta đây là cái resort Furama. Furama là một resort đầu tiên của thành phố Đà Nẵng. Khi thành phố Đà Nẵng mở cửa là đầu tư xây dựng cái resort này đầu tiên các bạn. Đây là resort lớn nhất Đà Nẵng, có view biển rất là đẹp. Những cái sự kiện lớn nhất thành phố Đà Nẵng từ trước đến nay phần đa là tổ chức ở đây. Sau này mọc lên nhiều cái resort nữa thì tổ chức một số nơi khác. Furama là một trong những resort đã có tên có tuổi rồi, tại vì nó đã hình thành mười mấy năm rồi, những sự kiện lớn phần đa tổ chức ở đây hết. Còn bên này cũng là Furama các bạn, cái này là giai đoạn 2 người ta mở rộng ra. Hồi đó nó không có con đường nào đâu các bạn. Sau này thành phố có chủ trương là mở rộng một số con đường đi xuống biển á, gọi là thu hồi một phần đất của những cái resort này để làm con đường xuống biển. Thì đây là một trong những con đường xuống biển theo mình đánh giá là đẹp nhất. Thứ nhất là nó rộng, thứ hai là người ta làm những cái tiểu cảnh cây xanh rất là đẹp. Còn những con đường đợt trước mình đã qua cho các bạn, nó chỉ là một con đường thôi, nó rất là bình thường. Thì con đường này theo mình đánh giá nó đẹp hơn, đặc biệt là nó có những cái chỗ để xe cho những chiếc xe nhỏ nữa. Còn đây là trạm thu gom xử lý nước thải các bạn. Nước thải sau khi thu gom từ những cái resort này, nhà dân, nó chảy về cái hố này. Rồi từ cái giếng bơm này có cái trạm bơm, người ta bơm về nhà máy xử lý nước thải. Đây các bạn, đây là đây. À, con đường lát đá đi rất là sướng, rất là đẹp các bạn. À, con đường đi bộ là mình thích đá như thế này này. Thứ nhất là nó cứng cáp, nó rất là dài, nó rất là cứng. Và các bạn đi là có cảm giác nó có cái gờ, không có độ trơn trượt. Gạch và lóc thì mình cũng không thích lắm, mình thích những cái đá như thế này. Các nước trên thế giới mình thấy những con đường đi bộ người ta làm như thế này các bạn này đó. Chứ đừng có lát những cái đá mà nè, cái đá mà nó có miếng to. Cái đá gì mà đợt trước mình thấy quay trên ở thành phố Hà Nội, lát những đá như vậy là đi nó bể các bạn. Tại vì cái mảng nó rộng quá, trong khi cái độ dài nó chỉ có 4 phân, 3 phân gì đó. Nó đi thời gian là nó bể, hoặc là xe nó leo lên là nó bể liền. Còn đá như thế này là đi không bao giờ bể, không bao giờ hỏng hết. Ở đây người ta thiết kế một cái công viên nhỏ nhỏ cho trẻ em để chơi. Rất là tiện, rất là đẹp. Các bạn thấy không?
Lối đi bộ rất là thoải mái. Lối đi bộ rất là rộng rãi. Chúng ta đi, chúng ta nghe có chim hót rồi nghe rất là vui lỗ tai. Đó, ở đây có những cái căn biệt lập như vậy, thuê một đây như vậy là mấy trăm đô đó. Ở Đà Nẵng mình có nhiều cái resort rất là đẹp các bạn, đẹp lắm. Rồi ở trên bán đảo Sơn Trà có những cái resort đẹp lắm, Vincom, Vindo rất là đẹp. Còn từ đây đi vào Hội An dọc một tiếng biển này có nhiều cái tập đoàn người ta làm cực kỳ đẹp, vào đẹp mê ly luôn các bạn, ở rất là sướng. Có nhiều căn là ở có ngàn đô một đêm lận, không thua gì nước ngoài hết, tại vì có view biển rất là đẹp. Từ Đà Nẵng vào Hội An có một cái bãi biển theo mình đánh giá là rất là đẹp, biển rất là nông, có một cái bờ biển cát trắng rất là dài, thanh nó dài mà nó thoi thoải rất là đẹp. Từ cái đoạn cửa biển Cửa Đại những năm gần đây là nó bị sóng nó đánh nó hư hỏng một tí, chứ còn phần đa từ Đà Nẵng vào Hội An là một cái bãi biển liền mạch rất là đẹp. Bởi vì sao? Các nhà đầu tư người ta tranh giành nhau những cái bờ biển như thế này. Ở Việt Nam chúng ta có rất là nhiều bãi biển đẹp, nhưng mà ở miền Trung còn rất là nhiều tiềm năng. Dọc ở bãi biển ở Thăng Bình rất là đẹp các bạn, chưa có dự án nào đầu tư ở đó nhiều hết. Nhưng mà Thăng Bình các bạn biết là nó hơi bị xa một tí. Hội An ở Đà Nẵng là nó phát triển liền mạch hơn, hai cái đô thị du lịch nó kết nối với nhau. Bởi vì sao mà người ta đến Đà Nẵng là người ta vào Hội An, và người ta vào Hội An thì người ta lại ra Đà Nẵng, con đường du lịch đi nó rất là thông thương và kết nối của Đà Nẵng với Huế thì nó chưa được tốt lắm, nó có một cái điều gì nó cách trở. Nếu như Đà Nẵng và Huế mà có những cái buổi thảo luận có cách làm việc như thế nào đó để cho khách Đà Nẵng nó ra Huế và khách Huế nó vào Đà Nẵng, thì sau này du lịch nó sẽ phát triển đồng đều, nó kết nối cả ba ba địa phương lại với nhau. Tại vì ba địa phương này đều có những cái điểm đến rất là lý tưởng. Ở Huế như bạn biết là có những cái lăng mộ rất là đẹp, được thế giới công nhận rồi. Quảng Nam thì có thành phố Hội An, Đà Nẵng không có những cái giống như Huế và Hội An, nhưng bù lại là có bãi biển rất là đẹp, có Bà Nà, có sông Hằng rất là dễ thương. Đặc biệt là những món ăn của Đà Nẵng rất là rẻ. Đà Nẵng cũng không có tình trạng chặt chém, con người rất là hài hòa thân thiện, khí hậu rất là hiền hòa. Tuy mùa trời nắng nó hơi nóng một tí, nhưng mà bù lại các bạn biết là có sông có biển, nó điều hòa thời tiết bớt, cho nên là nó không tới mức nóng bức giống như các cái tỉnh miền Trung khác. Bắc miền Trung thường thường mùa hè là thời tiết nó cực kỳ khắc nghiệt, là có cái lào thổi qua nó rất là nắng và nó nóng, nó khô nó hanh. Còn Đà Nẵng mình thì cái tình trạng đó ít lắm, một năm chỉ có đâu qua ngày thôi, chứ còn phần đa trời nó nắng nhưng mà có gió biển và gió sông và nó rất là mát. Đặc biệt những resort này nó các bạn là miễn chê luôn, ở các bạn này rất là thoáng rất là mát. Rồi buổi sáng buổi trưa buổi chiều các bạn có thể tắm biển. Ở trên kia là núi Sơn Trà, núi Sơn Trà là tài sản lớn của thành phố Đà Nẵng.
Cũng may đợt vừa rồi cũng dừng là một số dự án ở đó các bạn. Một số người vì cái lợi ích nhóm người ta tác động đến chính quyền thành phố làm những dự án xâm phạm đến đất đai, đến rừng phòng hộ. Thì bây giờ có rất là nhiều cái resort đã làm lỡ dở ở đó thì bây giờ đang đình trệ hết rồi, không có cho xây dựng nữa. Phát triển du lịch nhưng mà phải giữ lại các tài nguyên thiên nhiên của đất nước và cho địa phương. Thế còn anh nào cũng làm cũng bom cũng phá nát là cuối cùng cái tài sản của chúng ta nó mất đi, thế hệ đời sau không còn thừa hưởng nữa. Chúng ta khai thác nhưng mà khai thác một phần nhỏ là thôi, phải giữ nó thành một cái điểm đến thì họ mới tới. Chứ còn bây giờ anh bom phá nát nó không còn cái gì hấp dẫn nữa thì người ta không bao giờ người ta đến nữa. Ở nhiều người quy hoạch của chúng ta làm vì cái lợi ích nhóm nó rất là cao các bạn, vì cái lợi ích trước mắt, vì cái lợi ích cá nhân thôi, chứ còn không nghĩ đến vài chục năm sau cho thế hệ sau nữa. Đều vừa rồi báo chí nó đang rùm beng là tất cả những dự án là bị đình trệ hết, dừng lại hết luôn các bạn, không cho cấp mới bất kỳ một cái dự án nào nữa. Nhờ vậy mà mới giữ được ngày hôm nay đó. Bởi nó gọi là dư luận của nhân dân lên tiếng là vô cùng quan trọng. Bây giờ chúng ta càng ngày và càng công khai và dân chủ thì mọi thứ mới kiềm chế được. Đây vừa rồi hết cái vụ kích tết Việt Á và thêm cái vụ lãnh sự quán mình nói các bạn là cấp những cái vé máy bay từ nước ngoài về mà cái giá đến 4 đến 5 lần mà mang cái tên thật là mỹ miều gọi là giải cứu công dân. Giải cứu công dân đây là chúng ta làm vì nhiệm vụ chính trị nhưng mà chúng ta núp bóng cái tên rất là mỹ miều là giải cứu công dân nhưng thực tế là ăn hối lộ trong đó với một mức giá thật là cắt cổ. Các bạn biết là khi tình trạng không công khai minh bạch, những người công chức được cấp cho họ có quyền là họ giống như ông trời công đó các bạn, quyền sinh sát, quyền được đè đầu cởi cổ. Bởi vì sao nó sinh ra tình trạng tham nhũng nó là như vậy đó các bạn, từ sự không công khai minh bạch. Rồi ngày nay đi tập thể dục tranh thủ quay cho các bạn một số ảnh như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.